Trời ơi, lâu lâu con ở nha. Bữa nay gan quá nha. Đi đâu tới giờ này mới về vậy? Gì vậy? Tự nhiên nhỏ mới về cái la nhỏ vậy trời. Ông mới là người gan, nó ngồi làm gì vậy? Không thấy ai gì. Có con mắt để làm gì không biết nhìn thấy ai gì. Không biết tôi đang làm gì hả? Giữ bữa nay đi đâu mấy giờ? Bữa nay tới giờ này mới về. Thì hồi sáng giờ đi làm. Đi làm nhưng mới về chứ bao công ty cho nghỉ về. Đi làm mà sao buổi trưa không về mà giờ này mới về. Bữa nay ông ngon rồi. Ôi, ngon gì mà ngon, tôi nói đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, nhìn đi, nhìn nhau thiếu đi trời. Nhà tôi mà tôi nói với ông vợ vậy là nãy giờ là cửa bởi đầu đó. Tôi đúng là quyền quyền quá. Biến vô phòng của tao liền nha. Đi liền, không lấy mặt mày đây nữa. Vô đi mời, vô đi mời. Để nó nóng rồi nè. Vô phòng đi, lát xử lý mày sao? Trời vợ chồng mà kêu mày tao thùng quá. Vô quá vui vẻ đi trời. Mày mới làm về mà. Không ai quy quyền với trời. Hay gì trời. Bật chứ gặp vợ tôi hồi nãy giờ tôi chết là khoan. Ở đây chơi trước này tôi vô xử lý rồi cái. Ừ. Rồi ra kìa. Rồi bình tĩnh nè. Rồi đấy rồi. Rồi chơi đi. Thôi tôi đừng nói nha. Đâu rồi? Vợ đâu rồi hả? Mày đâu rồi ha, gan quá ha. Gan dữ ha. Quá trời gan rồi. Hay lắm rồi. Rồi chuyện gì vậy? Chuyện gì? Đâu chuyện gì đâu vợ. Nay bạn bè chồng lại chơi. Dữ gì sao là bạn bè chứ lại chơi phải không? Mà thấy bạn tôi nó cũng đóng rồi mà phải cho tôi lấy le với bạn bè chút xíu chứ. Lấy le không? Tôi lấy giờ, tôi le ông bây giờ là lấy le không? Ông làm cái kiểu gì ông làm cho mèo gì vậy hả? Hả? Mà phải cho tôi giữ thể diện chứ, bản mặt tôi xíu giữ thể diện không? Chứ lẽ bây giờ bạn bè tôi đang ngột đóng với lại cái vợ vô mới vô xin lỗi vợ nha. Không lẽ gì? Phải cho trước mặt bạn bè nó phải hãnh diện một xíu chứ. Muốn làm sao? Hồi nãy anh hùng lắm mà. Chửi đâu mà mày đi đâu về mà. Bây giờ nói đến đây nè. Làm thử cái coi. Không, ý là nãy là chồng nói chơi với vợ yêu, nãy là chồng chỉ giỡn với mấy đứa bạn chồng thôi. Chứ giữ gì sao? Gì ra, ngon dữ nghe. Còn ai tụ tập đó biết tôi đi làm mệt không? Thì một xíu nữa chồng dọn hết, chồng rửa hết nha. Giờ chỉ cần nằm ngủ thôi, chồng bắt cơm nấu cơm. Rồi hôm nay là không đi làm biến ở nhà. Là chơi với bạn bè nguyên một ngày luôn. Bởi nói thiệt chứ làm một ngày được 500 mà nhậu hết nguyên một tuần luôn. Hôm nay lỡ hẹn với bạn rồi. Hẹn gì mà hẹn hoài vậy? Hả? Bạn bè không biết điều qua gì qua hoài vậy? Bây giờ bây ông ăn ông chơi mà ông đi làm thì ai nói gì cuối tuần sao không chơi? Mà ngày nào cũng đi chơi chứ. Công ty nó mới điện xuống là nói là chồng chị là không có đi làm một tuần nay rồi. Bởi nghỉ có 6 ngày không có nghỉ nhiều đâu. Thôi mà vợ, nó nghe nè. Cho anh xin đi, chỉ một hôm nay thôi nha. Hôm nay sao? Hôm nay các bạn bè lại chơi cho anh lấy le một ngày, đúng một hôm nữa thiệt. Để muốn lấy le hôm nay đúng không? Đúng rồi, anh xin vợ luôn á. Rồi tôi được gì? Thì bây giờ nhịn nhục một chút xíu đi. Bởi vì vợ chồng với mình với nhau mà mình nhịn nhục chút xíu là không có sao hết trơn. Rồi tôi được cái gì? Thì mấy tôi đi làm rất là mệt mỏi về mà còn ông còn thấy gì lết hết bê tha cho tôi mệt không? Rồi. Còn ai dọn? Chồng dọn, mai mốt là để chồng dọn, vợ đi làm về nhà vợ chỉ nằm xuống ngủ thôi. Còn bao nhiêu rửa chén giặt đồ nấu cơm nước lau nhà chồng làm hết cho nha. Có làm không hay là thường thường tôi làm? Thiệt, chỉ một hôm thôi, chỉ hôm nay thôi. Hôm nay tôi buồn. Nha. Vậy là hứa nghe chứ là hôm nay thôi nha. Lại mốt là giặt đồ nấu cơm rửa chén hết trơn cho tôi nha. Là tôi không làm nữa nha. Chồng biết rồi nha. Chỉ một hôm nữa nha. Thôi chồng ra ngoài à. Gì đâu mà gọi chuyện đục đục. Cái gì mà ấm sụm chứ. Thống từ từ vợ chồng từ từ nói gì mà không giải quyết từ từ nó làm gì ấm sụm chứ. Cái gì vô mới nói mấy cái câu nó cãi tán mấy bậc tài đó thôi. Ông nội vũ phương nổi. Nghĩ sao đàn ông thì vậy ông. Phải chịu thôi. Ê, lại biểu ơi. Nữa lại biểu coi vô nướng giùm con khô mực ăn đây. Wow. Nướng giùm con khô mực. Chị hôm nay thôi hôm nay tôi buồn lẹ đi. Thôi nướng giùm khô mực đi. Thôi mò màng nhiều lắm thống. Thôi còn nhiều đồ ăn mà. Khỏi liễu khỏi ăn. Mà bây giờ vợ tôi kêu nó lấy là nó phải lấy hiểu không? Thôi bỏ đi chuyện gia đình ta mình đâu. Chuyện gia đình tôi. Hay là muốn ăn mấy bọc tay nữa. Thôi, đi nướng đi em. Dạ. Tướng công, để thiếp vào trong, nướng cho anh con khô mực nha. Ngoan. Mấy chị ngồi chơi nha. Ê, nói nghe nè. Không mấy được không được, mấy tao về mày ơi. Không, cứ ngồi chơi thoải mái, chơi tàn cuộc. Thôi bên đây là thoải mái đi. Không được ra quán đi cho thoải mái mày. Không, yên tâm không sao. Mà nó bao xăng đúng không? Bữa nay là tôi lo, vợ đi ra nói nè. Chơi đi, tay mình phải tưởng cho bạn chứ. Vô. Anh ơi, hả? Hết mực rồi còn tôm không à? Wow. Mình ăn tôm đỡ đi nha.
hết bực không được mà. Cái gì vậy? Hùng hả? Sao quýnh vợ? Làm gì vậy trời? Lấy con bực mà lấy tôm. Lậu á. Cái gì? Có gì mà lậu đó, ngồi quá. Thì bây giờ không có mực thì có tôm ăn cũng được chứ trời. Nhưng mà tức rồi kêu lấy mực mà lấy tôm. Thánh thần ơi, vậy mà nó cũng không có nữa, không có từ đầu đi. Thôi cái này còn nhiều đồ ăn mà. Mày vậy đâu, mày điên mày. Em thôi, nếu mà không vui thì tụi tao về. Không sao. Mày cứ ngồi chơi, cứ ngồi chơi thoải mái đi. Em đừng có bấu vai chị, em bình tĩnh, bình tĩnh. Chị hôm nay thôi, hôm nay tôi buồn. Thì buồn là được rồi, đâu phải buồn quýnh vợ vậy đâu. Thì buồn thì ngồi chơi, buồn xuống chơi đi. Bởi vì buồn, buồn mới nhờ mọi người. Bây giờ được không? Đây, 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 khỏi mực, khỏi tâm khô gì hết, em vô đi em. Khỏi. Như đây đủ rồi. Tao lắm em. Ê. Cái gì nữa? Em phải mua vài thùng nữa hay hết rồi. Ông cha tôi đó. Thôi nhậu vô được rồi. Hôm nay tôi buồn. Thằng này làm gì nó buồn quá. Buồn thì có tụi tao. Buồn có tụi tao được rồi. Nha, liền nha, vài thùng nha. Phải là mày tàn canh với lại tao. Thôi chờ tiếp đi mọi người, vui vẻ em thôi. Bữa em thôi, cái chỗ em xỉn rồi hết tình. Vậy đi mọi người. Trời ơi. Vui thiệt nha, bữa nay là nhà Tám vui nè. Bà Tám ăn hết rồi, bà đã kêu đợi bà xíu bà đem về nha. Mọi người uống đỡ đi rồi. Không sao, không sao. Rồi bây giờ hết trơn rồi, hết rồi, không biết đi chỗ khác mua hay gì. Biết bao nhiêu là tiệm, phải có một tiệm bà Tám không đâu. Không. Không có bia thì bây giờ chỗ đó giờ nó không có, thì biết sao giờ. Mẹ nó tức á trời. Biết bao nhiêu là cái quán, biết bao nhiêu là cái tiệm. Sao biết đi chỗ khác mua. Rồi, từ xíu bà đem về. Bà cha ơi là cha, là bà nói xíu xíu là bà đem về. Còn bà nhịn 50 phút rồi bà thục lưỡi liền. Nhưng mà bây giờ hết rồi, chỗ cuộc vui ta đang vui. Mà hết rồi làm sao mà được. Hết sao không biết đi mua, tự đi mua. Bây giờ tao nói mày cãi hay mày giả treo hay gì? Thôi không. Vợ chồng có gì nói. Bữa nay có bạn bè tao ở đây, mày cũng phải nể mặt tao chứ. Nể bạn bè tao chứ. Thôi đi, vợ chồng có gì tao bực cãi biết nha. Từ nãy giờ nó làm vợ rồi. Tao nói không nghe. Phải vậy đó mới chịu. Nó đi làm vậy nó mệt mỏi giống đi mà. Nó nói là hết trời, đợi một chút. Nó mà do tập quá chứ đâu hay do liễu đâu. Thì biết bao nhiêu cái tập quá, phải có một cái nào nó chạy xích tầng trên xíu nó mua không được cái gì. Tập quá bà quan trọng đây là người ta đóng cửa rồi, không có có. Bữa nay là cái ngày gì mà đóng cửa? Thì ra hỏi bà. Sao biết đi chỗ khác nữa, biết bao nhiêu là cái tiệm. Thôi mày ơi, bây giờ mua trễ quá mày cũng la, không có mày cũng la, sao vừa lòng mày. Tức hết trời. Gì vậy? Ê! Làm gì vậy? Làm gì vậy? Lao! Trời cái gì vậy? Lao mày! Trời ơi! Làm cái gì vậy Thảo? Trời ơi! Quỷ này! Đó! Giờ vợ chồng từ nói lên thằng này! Bây giờ cái này nè nha! Cảnh cáo mày thôi nha! Không có lần sau nha mày! Lần sau tao nói một tiếng rồi mà không có là tới số tao nghe chưa? Em ơi! Chị cái lấy cái chỏ chùm cái đầu vậy? Chị hôm nay thôi! Một hôm nay thôi! Hôm nay tôi buồn. Thì hôm nay tao có nhậu cho mày đó, bữa người sao ngủ tao không nhậu đâu. Thì bởi vì hôm nay tao buồn tao mới kêu tao đi chơi nè. Mày làm gì mốt mày kêu tao qua tao không qua đâu mày. Đừng ăn hiếp vợ, ăn hiếp hoài. Ê, gách áo. Ăn hiếp vợ, ăn hiếp. Trong cái nhà này nó mới biết ai làm chủ cái nhà này, ai làm nóc nhà cái nhà này, hiểu chưa? Biết rồi. Mà mày làm kỳ khâu yên quả. Cái đó phải để vợ lên mặt là được, đè đầu cái tổ mày là được. Đi về thôi. Ngồi chơi được. Vui vẻ thôi. Về thôi. Nghĩa là chuyện gia đình tôi có sao đâu. Ngồi chơi đi. Để gia đình giải quyết đi, về vậy mới mắc. Chứ ở đây hoài biết bây giờ đi vô, đi qua chỗ khác mua. Lên. Nói đã nói là cái tiệm tạp hóa người ta đóng cửa rồi thì gán đợi chút xíu đi ông nội này, sao ngộ đời quá. Thì như vậy đủ rồi. Đi về đi má ơi. Chứ thôi, lại chơi mà hai vậy. Ngồi chơi một xíu nữa rồi. Trước mày có tính tới đâu vậy, sao mày có tính mày gia trưởng vậy không? Hả? Có khó khăn quá vậy? Mọi người chắc đường xa lắm đúng không? Đi về đi. Bữa nào chơi ơi, bữa nay vậy thôi, bất vui quá. Ví dụ đó thôi mà cự cãi thôi. Chỗ này vui vẻ mà đi về chơi. Dạ. Dạ bà quán ơi. Vui vẻ. Vậy với công việc cái quán nha. Thôi thôi về. Hiếp vợ mẹ chưa? Biết rồi. Hiếp vợ cho anh em tao nha. Thôi về cẩn thận nha. Rồi nào có ra quán gì điện tao nha. Bước ra. Gì? Bước ra đây. Gì? Làm gì? Đứng lại đó. Đứng lại đó cho chị liền. Định làm cho mèo gì hả? Chỉ hôm nay thôi. Một hôm nay thôi. Hôm nay hôm tôi buồn. Hôm nay à? Một giờ cũng không được nữa. Bước đây. Diễn lại cảnh đi Trang nãy cho chị. Diễn lại cảnh nãy sao? Diễn lại. Không, mà cái cảnh nãy. Diễn lại. Không, cái cảnh này nãy là y chang. Y chang như vậy cho chị. Không, cái cảnh này là giỡn thôi. Diễn là bé yêu. Bé yêu. Y chang hồi nãy. Không, cái cảnh này là giỡn thôi. Y chang hồi nãy chị em. Không, cái khúc này không có diễn được nữa. Y chang hồi nãy. Khúc này không có diễn được. Y chang như vậy cho chị luôn.
Trông lại đâu anh Trang vậy đó. Ủa cảnh ai vậy đó hả? Dữ vậy sao? Chỉ hôm nay thôi. Hôm nay tao mới buồn nè. Đi vô nhà. Đi vô nhà. Nãy tôi nói bà sao là hôm nay thôi mà. Hôm nay hết hôm nay thôi. Nửa tí nữa mà nhập viện rồi, đi vô trong cho tao liền. Gan rồi. Nha. Hôm nay hôm nay nè. Hôm nay nè. Mày hôm nay mày. Mày hôm nay mày mày. Hôm nay. Hôm nay mày. Hôm nay. Hôm nay gan rồi. Làm cha hả? Muốn làm cha kìa. Lên bàn thờ ngồi làm.